Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui được gặp lại chúng mình trong giờ học ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình cùng tự học về tô màu, cắt dán đồ dùng học tập, đồ chơi của bé nhé. Bé hãy kể tên các loại đồ dùng sau: bút màu, vở tô màu, cặp sách, tẩy, bút chì, thước kẻ. Kể tên các loại đồ chơi sau: búp bê, gấu bông, ô tô, kem, con vật, quả bóng. Rồi chúng mình đã cùng tìm hiểu về các loại đồ dùng đồ chơi rồi. Bây giờ các con cùng vào bài học cắt dán đồ dùng đồ chơi của bé nhé. Đầu tiên, các con cần chuẩn bị những đồ dùng sau: giấy A4 trắng, giấy có hình đồ dùng đồ chơi rỗng, hồ, màu và quan trọng nhất là kéo. Bây giờ chúng mình cùng bắt tay thực hiện nào. Cô sẽ tô màu cho hình vẽ nhé. Các con nhớ khi tô, chúng mình tô lần lượt phía bên trong của hình vẽ, bên trong đường viền màu đen. Và khi tô, chúng mình tô đều tay, không tô chớm ra ngoài. Và các con tô hết những phần màu trắng ở bên trong đường viền màu đen nhé. Sau đó cô sẽ lấy màu khác để tô phần phía dưới của hình. Và cô sẽ lấy một màu nữa để cho hình vẽ thêm sinh động này. À, vậy là cô đã tô xong cho hình vẽ rồi đấy. Ngoài ra cô cũng tô màu cho các hình vẽ còn lại. Bây giờ cô sẽ dùng kéo để cắt những hình vẽ này ra. Chúng mình nhớ khi cầm kéo, chúng mình cầm một ngón trỏ vào một bên và bên còn lại. Chúng mình để các ngón tay còn lại nhé. Chúng mình cắt sát đường viền, sao cho không cắt vào đường màu đen. Cứ thế cho đến hết của tờ giấy. Vậy là cô đã được một chiếc cặp rồi. Bây giờ cô sẽ cắt thêm hình bút chì này. Cô đã được một chiếc bút chì. Cô sẽ cắt thêm một quyển sách nữa. Và cô còn cắt thêm một số hình, đó là một chiếc. Chúng mình sẽ dùng màu để tô đến bên trên nền giấy trắng này. Sau khi tô xong, cô đã được một bức giấy có hình màu lên rồi đấy. Bây giờ các con hãy dùng những hình vẽ vừa nãy mà chúng mình vừa cắt được để dán hồ vào phía sau nhé. Cô dùng tăm bông để bôi đều.
mặt phía sau của hình vẽ này. Nếu bạn nào không có tăng tông thì chúng mình có thể dùng ngón tay để tô màu, tô hồ phía sau cũng được. Con sẽ dán vào bức tranh của mình. Chúng mình ấn đều xung quanh để cho nó dính vào giấy này. Các con nhớ là mặt sau của hình nhé. Dán trên bút chì này. Tiếp theo là bảng vẽ. Và cô đã hoàn thành xong rồi đấy. Đây là bài về những đồ dùng học tập. Ngoài ra các con có thể làm về những đồ dùng đồ chơi của chúng mình hay chơi này. Hôm nay chúng mình đã cùng học về cắt dán đồ dùng đồ chơi. Cô hy vọng ở nhà chúng mình có thể làm nên những bài thật là đẹp. Hẹn gặp lại các con trong các giờ học lần sau.